Carrick vừa chính thức trình làng MV Đêm Nay Không Ngủ vào 20 giờ ngày 12 tháng 1 sau thời gian ấp ủ thực hiện. Khác với dự đoán trước đó của nhiều người, đây không phải là một sản phẩm kết hợp. Đêm Nay Không Ngủ chỉ có một bản rap duy nhất do chính Carrick sáng tác và thể hiện. Với câu từ phóng khoáng, đầy cá tính và đậm chất ăn chơi, sản phẩm này tạo sự mới mẻ và khác lạ hơn so với những dự án trước đó anh từng ra mắt. MV do Kiên Ứng, một thành viên của team Space Speakers, làm đạo diễn, càng khiến cho sản phẩm thêm phần thu hút. Khác hẳn với những bản rap sâu sắc về tình yêu hay cuộc sống mà khán giả từng được thưởng thức trước đây, ca khúc mới nhất của nam rapper mang đến những giai điệu sôi động. Hình ảnh đậm chất chơi cùng phần lời mang tinh thần tự do và khắc họa cái tôi cá nhân rõ nét. Lối chơi chữ và gieo vần tinh tế được lấy cảm hứng từ những hình ảnh gần gũi tiếp tục được Carrick vận dụng tối đa trong sản phẩm lần này. Được biết, ca khúc Đêm Nay Không Ngủ thuộc một dự án âm nhạc đặc biệt mà anh chàng đang ấp ủ ra mắt khán giả. Không xây dựng MV có hình ảnh liên quan đến các tụ điểm giải trí như bar, pub. Đêm Nay Không Ngủ được Carrick và ekip thực hiện theo hướng MV có tính concept. Ở set quay đầu tiên, Carrick xuất hiện lạnh lùng và đánh thức chàng trai, cô gái bị giam giữ trong những chiếc buồng nhỏ hẹp, lạnh giá. Sau đó, những món đồ kỷ niệm liên quan đến Carrick như micro thu âm, nón vàng của huấn luyện viên rap Việt, bộ trang phục màu sắc nổi bật, lần lượt lộ diện trong cuộc chơi không giống ai của anh. Đến những bối cảnh tiếp theo, Carrick tiếp tục gây thích thú khi cùng bạn bè xuất hiện bên chiếc xe hộp cổ từng được đặt sau ghế ngồi của anh tại rap Việt hay chiếc xe đạp mang kiểu dáng độc đáo. Anh cũng thể hiện sự ấn tượng khi diện những bộ trang phục sành điệu, mang nhiều phong cách khác nhau trong những không gian đầy bí ẩn. MV có sự tham gia diễn xuất của Ricky Star, Hydra, Nun, Yang, Duy Andy, dàn học trò của anh tại chương trình rap Việt. Nam rapper kỳ cựu chia sẻ rằng sau cuộc thi, anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các tài năng trẻ và luôn sẵn sàng hỗ trợ, cho lời khuyên các đàn em trong quá trình làm nghề. Và khi thực hiện sản phẩm này, Carrick đã gửi lời mời với mong muốn có những cảnh quay kỷ niệm giữa anh và các học trò. Cứ mỗi lần làm cái gì mới lại băn khoăn, lần này cũng không ngoại lệ. Trước khi quay về với lyric tình cảm, đời sống, Rick xin thực hiện lời hứa thứ hai ở rap Việt qua Đêm Nay Không Ngủ. Mọi người cùng nhấn play với Rick nhé. Về việc không có sự góp mặt, Á quân rap Việt và một số thành viên khác ở trong team, Carrick tiết lộ thời điểm cuối năm, ai cũng có lịch trình làm việc bận rộn nên không thể hội ngộ đầy đủ. Trong tương lai, nếu có điều kiện anh cũng hy vọng sẽ thực hiện được một sản phẩm quy tụ được tất cả các thành viên của team Carrick. Đêm Nay Không Ngủ không chỉ là sản phẩm để gửi tặng khán giả và khép lại một năm với nhiều hoạt động nổi bật của Carrick, MV này còn đánh dấu sự khởi động cho chuỗi dự án mang tên Carrick 10. Qua tên gọi, có thể đoán rằng đây là loạt dự án nam rapper kỳ cựu của làng rap Việt Nam cho ra mắt để kỷ niệm một thập niên hoạt động nghệ thuật. Kể từ sau rap Việt, danh tiếng của huấn luyện viên Carrick lên như diều gặp gió, nhưng anh vẫn chưa chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chính thức nào. Gần đây nhất là man góp giọng với Phan Mạnh Quỳnh trong ca khúc Đàn Ông Không Nói. Đêm Nay Không Ngủ chính là phát súng đầu tiên của Carrick trong năm nay, chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý của người hâm mộ lẫn rap fan nói chung. Về MV Đàn Ông Không Nói trước đó kết hợp cùng Phan Mạnh Quỳnh đã dẫn dắt người xem vào một không gian yên ắng hòa lẫn trong tiếng đàn piano của Phan Mạnh Quỳnh. Ngay sau đó, loạt cắt cảnh với sự xuất hiện của nhành mai, nhành đào trong không gian chợ Tết tất bật của thời điểm cuối năm khiến người xem đồn đoán đây sẽ là một MV gắn kết với những câu chuyện mùa Tết. Thế nhưng, khán giả lập tức phải thay đổi suy nghĩ khi Carrick xuất hiện trong giai điệu nhanh và mạnh hơn cùng hình ảnh của những người đàn ông tất tà trong cuộc sống mưu sinh bộn bề. Việc kết hợp giữa Carrick và Phan Mạnh Quỳnh khiến cho nhiều người không khỏi tò mò bởi cả hai đều có cá tính âm nhạc rất riêng. Điểm chung duy nhất giữa Phan Mạnh Quỳnh và Carrick là góc nhìn âm nhạc đều được lấy cảm hứng từ cuộc sống, nên ca từ đều rất gần gũi khiến người nghe luôn cảm thấy chính câu chuyện của mình. Trong khoảng thời gian sắp tới, ngoài việc tập trung quảng bá cho MV, Carrick hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều trải nghiệm thú vị.